Chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tham khảo thì tương lai phức tạp của động từ tiếng Nga. Chúng ta biết rằng trong tiếng Anh thì có rất nhiều thì của động từ, có tới 12 thì. Nhưng trong tiếng Nga thì lại chỉ có 3 thì thôi. À, đó là thì quá khứ, thì hiện tại và thì tương lai. À, riêng trong thì tương lai thì nó sẽ chia làm hai loại. Một loại tương lai phức tạp và một loại gọi là tương lai đơn thông thường thì chúng ta hay đi từ tương lai đơn cho đến tương lai phức tạp. Nhưng mà à trong tiếng Nga thì người ta lại thường dạy ở thì tương lai phức tạp trước, sau đó mới đến thì tương lai đơn. Tại sao lại như vậy? Bởi vì trong quá trình học, chúng ta làm quen đầu tiên với động từ thể chưa hoàn thành. Và sau đó thì chúng ta mới làm quen với động từ thể hoàn thành. Tại sao lại như vậy? Nhiều em hỏi thầy ơi, động từ thể hoàn thành là cái gì và chưa hoàn thành là cái gì? Thì vậy thầy giáo có thể giải thích cho các em biết Động từ thể chưa hoàn thành Đó là những động từ chỉ những hành động xảy ra hàng ngày Mà nó xảy ra vào thời điểm nói Đó là động từ thể chưa hoàn thành Động từ chúng ta có thể chia Và nó sẽ trùng hợp với cái thời điểm các em nói Ví dụ tôi đang mua hàng Tôi đang mua cá, tôi đang mua thịt Tôi đang đọc sách, tôi đang xem phim Muốn thể hiện cái hành động đó Thì chúng ta sẽ phải sử dụng dạng chia của động từ thể chưa hoàn thành. Như vậy, động từ có thì tương lai phức tạp. Tại sao lại gọi là như vậy? À, bởi vì động từ ở thì tương lai phức tạp được cấu tạo bởi hai thành phần. Thành phần thứ nhất đó là trợ động từ. Trợ động từ thì người ta chỉ dùng một động từ duy nhất thôi. Đó là động từ bút À, khi chúng ta chia ra, nó sẽ là ya budu tới budish on budit 10 bú Вы будете và à nhí будут. À chúng ta nhìn thấy trợ động từ này nó chia đủ cho 6 ngôi này. Hay là chúng ta có thể gọi là 7 ngôi cũng được. Bởi vì ngôi ôn Anna nó chia giống nhau. Cho nên là hoặc là người ta nói ôn hoặc là người ta nói Anna. À, cũng có bạn thì nói ôn Anna будет. Thế cũng được. À, thế và sau đó thì người ta phải dùng một cái động từ để mà thể hiện cái hành động mà người ta muốn nói. Ví dụ cái động từ dialect я буду делать, tôi sẽ làm. Говорить, я буду говорить, tôi sẽ nói. Дит читать, читать, có nghĩa là đọc. Я буду читать, tôi sẽ đọc. Писать, là viết. Я буду писать. Работать, là làm việc. Я буду работать. Отдыхать, là nghỉ ngơi. Я буду отдыхать. Ở đây có một hiện tượng thú vị mà các bạn à, đi lao động ở Nga nghe lâu ấy, thì các bạn à, cũng à, bập bẹ biết nói tiếng Nga một vài vài câu. Và các bạn rất hay nói động từ, à, ví dụ dê lật các bạn nói là dê lẩy, ra tạch các bạn nói là ra bột tạch, ra khách các bạn nói là ăn đư khảy. Thế vậy thì các bạn nghe người Nga nói là hãy làm việc đi, hãy nghỉ ngơi đi, hãy làm đi thì các bạn lắp lại cái động từ đó và các bạn tưởng đó là cái động từ nguyên thể. Động từ nguyên thể của nó có T và dấu mềm ở đằng sau Chúng ta sẽ đọc là à, T và dấu mềm chính đọc như chữ chờ Ở trong tiếng Việt Chữ chờ như là Che Che nắng, che mưa Chờ, chờ Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại Cái cách cấu tạo động từ uh, Có thì tương lai phức tạp đó là sử dụng trợ động từ chia theo ngôi Và sau đó ghép một cái động từ nguyên thể vào Thế nào là động từ nguyên thể? Có nghĩa là động từ không cần phải chia à, Nói nguyên như thế này luôn à, Một cái hiện tượng thú vị thứ hai nữa là các bạn làm việc ở Nga Các bạn cứ hay chia cả hai động từ Yabudu Đấy Hoặc là Yabudu chitayu Không nói như thế Chúng ta sẽ nói Yabudu yelach Yabudu Yabudu chitach à đó, thế vậy thì từ đó rút ra cái kết luận là gì nào? thì tương lai phức tạp của động từ trong tiếng nga đó là sử dụng động từ bức ở dạng chia theo các ngôi này, sau đó cộng với lại một động từ nguyên thể nhưng phải với điều kiện đó là động từ thể chia hoàn thành. à thế như vậy bây giờ chúng ta sẽ xem ví dụ. Anton, Что từ будешь делать завтра. Антон, cậu sẽ làm gì vào ngày mai? à chúng ta nhìn thấy là ngôi Anton tồn ở đây là cái người nghe người nghe là tươi cái người nói là ia nếu mà người nghe là tươi thì chúng ta sẽ chia ở ngôi будет что ты будешь делать? cậu sẽ làm gì vào ngày mai? Завтра я буду работать в библиотеке. Ngày mai tôi sẽ làm việc ở thư viện. А что будут делать Наташа и Валя? Thế còn Natasha và Valia thì sẽ làm việc gì? А nibudut, a khát. Họ sẽ nghỉ ngơi. À thế như vậy đó là cái ví dụ của chúng ta. À vừa rồi chúng ta đã làm quen với dạng thì tương lai phức tạp của động từ. Bây giờ thầy giáo sẽ giải thích thêm một chút cho các em. À nếu như em nào còn kiên trì nghe được đến đây thì chúng ta sẽ cố gắng nghe thêm một chút nữa để hiểu khi nào thì có thì tương lai phức tạp và khi nào thì có thì tương lai đơn mời các em sang phần thứ hai đó là khái niệm về cặp của động từ ở trong tiếng nga động từ ở trong tiếng nga thông thường nó đi theo cặp à có nghĩa là có một động từ gọi là thể chưa hoàn thành và sẽ có động từ thứ hai gọi là động từ thể hoàn thành ở đây chúng ta nhìn thấy động từ thể chưa hoàn thành à nó được à mở ngoặc đóng ngoặc là N, S, V. Tiếng Nga có nghĩa là Nhe. Nhe là không. Nhe xa việt sen vịt. Tức là thể chưa hoàn thành. Thế còn cái động từ thể hoàn thành có ký hiệu là S, V. Có nghĩa là xa việt vịt là thể hoàn thành. Thế vậy thì cái cấu tạo của nó như thế nào? À, động từ thông thường chúng ta hay nói tôi đang đọc sách Ia Chita Yu. Lấy từ cái động từ Chita chia nó ra là xong. Là nó sẽ là cái động từ Ở thể hiện. À, cái hành động đang xảy ra trong thời điểm nói yachita hiểu động từ chita nhưng mà nếu người ta thêm một tiết đồ ngữ pra thì nó sẽ trở thành động từ thể hoàn thành tương tự như vậy động từ Rabotach thêm tiết đồ ngữ po para là động từ thể hoàn thành Adkhach là động từ thể chưa hoàn thành chưa hoàn thành và à, khi chúng ta thêm à, khi chúng ta thay cái thân từ adaknut Adkhach adaknut À đó, thì chúng ta sẽ có động từ thể hoàn thành. Động từ chỉ là động từ thể chưa hoàn thành. Khi mà chúng ta à, thêm tiếp đồ ngữ Po thành động từ Pa guliac, à, là động từ thể hoàn thành. Động từ Gavarit là động từ nói. À, khi chúng ta dùng động từ Skazat à, thay cho cái động từ Gavarit thì nó sẽ trở thành động từ thể hoàn thành. Và ở đây chúng ta nhìn thấy ba cái định dạng, ba cái cách cấu tạo từ một động từ thể chưa hoàn thành thành một động từ thể hoàn thành đó là gì định dạng thứ nhất đó là định dạng thêm tiết đầu ngữ pro po po định dạng thứ hai để chuyển một động từ thể hoàn thành chưa hoàn thành thành một động từ thể hoàn thành đó là thay cái thân từ a đức khách à nụt à chúng ta nhìn thấy cái đuôi khác nhau nhưng mà cả hai trường hợp vừa rồi là các động từ nó vẫn giống nhau giống nhau ở chỗ này chi-tát vẫn có prachitach rabotach parabotach adhach adakh khnut đấy đó thế thì bây giờ trường hợp thứ ba đó là trường hợp gavarit là chưa hoàn thành skazach là động từ thể hoàn thành hai động từ này hoàn toàn nó khác nhau luôn chả có gì dính dáng chả có gì giống đến nhau cả đấy à đó thì có nghĩa là có nghĩa là người ta dùng một cái thân từ hoàn toàn khác À, đó. Đây là ba cái trường hợp mà người ta cấu tạo thành động từ thể hoàn thành. À, lý thuyết nó chỉ ngắn gọn có như vậy thôi Nhưng mà trong các bài dạy người ta dạy có khi vài tiếng liền Vài bài học liền Để cho các em hiểu kỹ hiểu sâu à, Thế còn ở đây thì giáo nói nhất rất ngắn gọn Để cho các em có một cái khái niệm chung à, Thế bây giờ à, Từ cái động từ thể chưa hoàn thành Người ta sẽ cấu tạo thành Thì tương lai phức tạp mà chúng ta vừa học Tức là gì Lấy trợ động từ bút cộng với động từ thể chưa hoàn thành Tại sao gọi là phức tạp? Bởi vì nó có hai thành phần, thành phần chờ động từ cộng với động từ chưa hoàn thành. Thế còn thì tương lai đơn. Thế nào gọi là thì tương lai đơn cũng là chỉ cái hành động xảy ra trong thì tương lai. Thì người ta chỉ cần chia cái động từ thể chưa hoàn thành này ra thôi là nó đã là ở thì tương lai rồi. Có nghĩa là nó chỉ có một từ thôi, một thành phần thôi. Cho nên nó là đơn, đơn là gì là có một, đúng không ạ? Đó. Thế vậy thì cho đến thời điểm này, chúng ta đã có khái niệm thế nào là cặp động từ trong tiếng Nga, thế nào là thì tương lai đơn và thì tương lai phức tạp. À, cái vấn đề đối với chúng ta là phân biệt được rồi, nhưng mà sử dụng như thế nào lại là một vấn đề khác. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong một bài học tới. À, chúng ta sẽ biết cách sử dụng khi nào dùng tương lai đơn và khi nào dùng tương lai phức tạp. À, thì sẽ có một ví dụ rất là thú vị để cho các em hiểu ngay cái cách sử dụng. Lúc nào thì dùng thể động tư, à, động tư thể hoàn thành. Lúc nào thì dùng động từ thể chưa hoàn thành Để cấu tạo thì tương lai của nó Cảm ơn các em à, Các em đang xem video trên kênh vui học tiếng nga à, nếu mà các bạn nào chưa kịp đăng ký kênh thì chúng ta cố gắng bấm đăng ký kênh và bật cái chuông nhỏ ở bên cạnh khi bật chuông nhỏ thì người ta sẽ hỏi là à, thông báo cho tất cả các video các bạn nhận là thông báo cho tất cả các video bởi vì sao bài học tiếng nga nào đối với các em cũng là kiến thức cũng là thú vị à, thế và các em cố gắng bấm like và nếu như có thể các em sẽ chia sẻ bài để cho các bạn cùng biết đó là niềm, à, nguồn động viên rất lớn đối với à, tác giả của video. Cảm ơn các em và chúc các em học thật tốt bộ môn tiếng Nga. Các bạn đang xem video trên kênh Vui học tiếng Nga do Hoàng Video giảng dạy. Chương trình dạy online bộ môn tiếng Nga được thực hiện hàng ngày với nhiều bài học ở các cấp độ khác nhau. Trân trọng xin mời các bạn bấm đăng ký theo dõi kênh để nhận bài thường xuyên, bấm like và chia sẻ bài. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tới.